Rồi xin chào tất cả anh em nghe. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em ha. Thì lô hôm nay em lên với anh em tổng cộng là 21 con, gồm 18 con cắt cỏ và 3 con máy cưa. Thì lô hôm nay em cũng là như thường ngày cho anh em, giá cũng từ 1 triệu 2 cho đến 1 triệu rưỡi là hàng trên. Hàng dưới thì nó bắt đầu từ 1 triệu 6 tới 2 triệu 2. 2 triệu 2 thì con này cực kỳ xinh xò luôn ha. Rồi ở đây thì cũng có TJ, ở đây có con của TH ha. Con này con xin đi qua 270. Và hàng mấy con này hàng cũng là hàng vừa vừa xài cho anh em cắt lúa được hết nha. Rồi anh em trước khi vào xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh, một cái dấu like ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Khi anh em chốt máy thì gọi vào số điện thoại của em 0917414042. Số này cũng là số Zalo của em luôn. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo. Anh em bấm Mai Văn Tèo cũng ra luôn. Bên em là bao ship tận nhà, không lấy cọc và được kiểm tra hàng trước khi nhận. Giá đây là giá công khai cho nên anh em không có sợ bị lừa đảo ha. Và giá ở đây ngoài bao ship ra thì em còn tặng kèm phụ tùng là 6 món đầy đủ cho anh em trước khi đi, gồm luôn chắn cỏ. Những con nào chưa có chắn cỏ thì em sẽ bổ sung sau khi máy đi. Rồi em nói thêm một cái điều là có anh đó anh lên bình luận là anh nói máy 30 ly mà sau bao cắt cước anh nói máy em 36 ly mà đây còn yếu. Anh em suy nghĩ đi, máy 30 ly là em nói là rõ ràng là em nói là xài gia đình, mà anh đòi 30 ly mà anh lên đòi anh cắt cước ở chợ anh em, chẳng khác nào mà như là cái bà già cũng găng hết mà kêu ăn cơm muống vậy đó. Nghĩ sao ông nói 36 ly mà ông đem lên đòi chở ông cắt cỏ ở trên á, mà ông nói con máy còn yếu mà ông nói 30 ly sao cắt cước mà bao. Đã em nói 30 ly là em bao cho anh em cắt cước xài gia đình, anh đó anh có nghe rõ không? Anh có nghe, anh có coi clip thì anh nhớ nghe rõ em nói 30 ly là em bao cho anh em đập cước xài gia đình, chứ em không có nói 30 ly là em bao đập cước mọi loại cỏ nha. Cái đó anh nghe kỹ giùm em ha. Anh có, nếu mà sau này anh có bình luận chỗ nào hay cái gì đó thì anh nhớ là suy nghĩ kỹ hoặc là nghe cho rõ, anh hãy bình luận để em hơi trúng nó chữ. Cái đó là em nhắc nhở anh trước ha. Rồi em vô con đầu tiên, con F1 ha. Con này con Kawasaki, nhiều khi bán con này anh kêu bình luận nhiều khi cũng khó chịu nè. Rồi xem clip thì không muốn xem, không có nghe kỹ đâu, nghe là chủ yếu là bắt bẻ thôi chứ chủ yếu không có mua máy gì cho anh em. Nghe là chủ yếu là từ ngữ bắt bẻ thôi, mà khổ cái là nghe không rõ, bắt bẻ cũng sai nữa, cũng tội nghiệp. Chắc khúc đó anh nghe chưa hết, anh nghe được khúc đầu cái bắt bẻ rồi. Tội nghiệp anh dễ sợ. Rồi con F1 đây, con Kawasaki ha, TG20, nồng 30 ly 20cc. Con này nằm nặng 4kg ha. Rồi con này em xin nhắc lại là em bao cho anh em đập cước nha, xài gia đình, chứ không có đem bên đội cắt được nha anh em, chứ đừng suy nghĩ với bên kia nha, tội nghiệp em. Con này là chế hai kim mới nha. Đó, cực kỳ nhảy nổ mà lại lợi xăng nữa ha. Bình xăng zin. Đặc biệt đó là tum gời ha, tum nhựa. Công tắc nằm đây, anh em gặt lên là mở, để xuống là tắt. Con này hiện tại là một tay cầm. Anh em nào mà chốt mà muốn đổi sang hai tay như thế này thì báo bên em để bên em thay cho ha. Con này trắng cổ zin, đầu bò zin. Rồi, F1 giá 1 triệu 2, bao cho anh em đập cước nha, xài gia đình nha. Ha. X2 Tanaka, dược sao ha. Rồi con này nồng cũng 30 ly luôn, cũng 20cc, nó cũng giống như con F1 luôn anh em, chỉ có cái là nó khác thương hiệu thôi. Con này anh em gọi là Tanaka dược sao, còn không là gọi là Tanaka mặt phẳng cũng được luôn. Con này là đặc biệt, cái nó là chạy chế le đỏ tự động ha. Chế cực kỳ ngon mà lại lợi xăng nữa nha. Qua chế là chế Wiper, cũng là tum gậy luôn ha. Con này tum nhôm. Con này được cái là bộ tay gin, ga giữ, trắng có gin, đầu gin, lắp gin luôn. Con này là gin nguyên cây 100% luôn ha. Con này là cái chỗ cái chụp bugi này anh em, là nó như thế này nha, chứ không phải là do vận chuyển bể ha, nó là thiết kế sẵn của nó như vậy. Đó, rồi con S2 giá 1 triệu 2 ha, 30 ly 20cc. 30 ly mà chạy bốc cực kỳ luôn nha anh em. Rồi, S3, con này con Magu ha. Rồi con này nồng cũng 30 ly 20cc. Áo của này là màu xanh đậm nha anh em, xanh dương đậm luôn nha. Còn mới cực kỳ luôn ha. Chế là chế Wambergo găng ngang một kim, bình xăng zin luôn nha anh em, còn trắng luôn. Tum liền, tum nhựa, công tắc nằm đây ha. Bộ tay là bộ tay zin theo nó luôn. Ga giữ, lắp zin.
trắng cỏ ghim đầu bò ghim. Rồi con này ghim nguyên cây 100% cho anh em luôn. Và dòng Magu thì sẽ dập mắt in da băng cho anh em ha. Đây, mắt in da băng ha. Rồi con F3 này về kiểm tra hàng có mắt in da băng thả nhận. Con F3 giá 1,4 triệu. Con ngóc từng con ngóc nó còn vàng luôn anh em, vàng khè luôn ha. Rồi F4 Echo Gen. Con này nòng 32 ly ha, 23 cc. Con này anh em lưu ý giùm em chỗ cái lan nha, nó nằm như vậy là mở ha, còn nể ra phía trước là đóng đó. Lưu ý giùm em, để em hôm mình nhiều khi về mình lúc mà nhận máy mình thử mình không có để ý á, là mình không biết đường nữa mình giật ha. Con này tum liền, tum nhôm, nòng 32 ly, 23 cc ha. Ga giữ công tắc là ở trên ghi đông cho anh em luôn, công tắc gạt ha. Lắp ghi trắng cô ghim đầu bò ghim, có chép ngược chống xoắn cỏ luôn. Dòng Metro này chạy cực kỳ bền luôn, mà con này ghen này là dòng chạy với kim xăng đó nha anh em. Con này ghim nguyên cây 100% luôn nha. Rồi F4 giá 1,4 triệu. F5 con TH. Rồi con này là dòng máy hệ nghe anh em, Isaki TH23 ha. Con này nó dở được, có dở con cái là cái áo nó xấu quá à. Đó, thì anh em là muốn mà máy xài mà máy dàn máy nó ngon á, mà không quan trọng bề ngoài thì anh em hốt con này cho em. Tại vì con này ghim nguyên cây 100% luôn, chỉ con cái là phía ngoài nó không được đẹp, không được bắt mắt thôi. Cho nên giá nó cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 1,3 triệu thôi. Ha, con này nằm 32 ly, 23 cc, bình xăng zin, còn cái đế bây giờ bình xăng lớn nè. Còn cái cục, còn cái miếng để giữ cái bình xăng với cái nắp nè. Để khi mà anh em đổ xăng thì không có để làm sợ rớt cái nắp ha. Chế zin luôn nè, quanh bà gồ, tâm liền luôn. Bộ tay đây zin luôn nha, cùm zin, ga giữ ha. Zin luôn nha, công tắc thì anh em đẩy gì là mở ha. Có màu xanh là mở, còn mà phui màu đỏ luôn gì là tắt. Trắng co zin, đầu bò zin luôn. Đó là con này zin nguyên cây 100% luôn. Mà dòng TH, Isaki là dòng của Kawasaki đó. Là dòng máy hệ đó anh em. Mà tại vì con này nó có cái nó xấu thì thôi. Ha, bởi vì là con này là nó rẻ tiền là nằm chỗ này thôi, chứ vàng má là còn cực kỳ ngon luôn, hơi còn gắt cực kỳ luôn ha. Rồi F5 giá 1,3 triệu. F6 Echo Kiwit. Từ con S6 này nè, dài tới cái con S21 luôn. Là mấy con này anh em mua về mà anh em mua thêm cái lồng gặt lúa, hay là cái lồng để anh em cắt cỏ cho bò ăn đều được hết luôn nha. Cái này anh em vô vụ cắt lúa này kia rồi đó ha. Con này là con Echo khủng long ăn cỏ, nòng 32 ly. Con này 21 cc nha anh em, nhưng mà nó là áo nhôm, nó cùng hệ với cái thằng 253 á ha. Cho nên là con này anh em cắt cỏ là được hết luôn nha. Cắt cỏ cắt lúa này kia được hết luôn, chỉ cần anh em mua cái lồng á, gạt ngang là ăn hết luôn. Đó, con này là chế hai kim mới, cái này là cái ống cái đường không hơi anh em nha, còn mới chế ốc rồi, mới cực kỳ luôn, bình xăng zin luôn, tum gậy tum nhôm ha. Đây thông số của máy 209 ha, mắt in da băng. Con này đặc biệt cái nó lắp xay được nha, lắp xay 360 độ luôn, trắng cỏ ghim đầu bò ghim, trắng cỏ màu cam luôn á nha. Máy còn mới cực kỳ luôn. Rồi S6 giá 1,4 triệu, 32 ly. F7 Gobin. Rồi, lại nha anh em. Con Gobin này nòng 34 ly, 25 cc ha. Con này cái ưu điểm đó là cái chế anh em, nó nằm sát vô cái dàn áo nè. Bởi vì là anh em nhìn con máy nó cực kỳ gọn luôn. Đó, cái áo nó cũng khá là sáng luôn nha anh em. Bình xăng zin còn trắng luôn.
chế zin luôn, tôm liền, tôm nhựa ha. Bộ tay là bộ tay zin luôn, ga giữ, cái cùm là cực kỳ chắc chắn luôn anh em, trắng có zin, đầu bộ zin có chế ấp ngực chống sân cỏ cho anh em luôn. Con này cũng khá là nhẹ, tầm 4kg hoặc 5kg thôi, nó 34 ly 25c đó, nhưng mà do là cái nó thiết kế là gọn, cực kỳ gọn luôn ha. Rồi ớt 7 giá 1,5 triệu. Rồi ớt 8 rồi, con này là con Echo 230 ha, nòng 32 ly 23cc. Con này chạy chế zin, bình xăng zin còn trắng luôn. Echo hay Kiwit anh em gọi như thế nào cũng được hết ha. Con này tôm liền, tôm nhựa, bộ tay này bộ tay zin của nó luôn, ga giữ, và đặc biệt con này là có công tắc zin di động cho anh em luôn, cực kỳ ngon luôn ha. Trắng có zin, đầu bò zin luôn. Con này là zin nguyên cây 100% cho anh em luôn ha. Rồi ớt 8 giá 1,5 triệu. Ớt 9 Tanaka. Rồi con này chụp giật có lò xo ống nha anh em. Bởi vì anh em giật cái cặp cái tua đầu tiên giật lên thôi là chạy liền ha. Chụp giật còn chữ mắt in nha băng luôn. Bình xăng zin còn trắng luôn. Con này là có cái đế nè anh em. Cái bình xăng là hỏng luôn nè. Đó. Tôm liền, tôm nhựa, đi liền theo áo nè anh em. Công tắc nằm đây ha. Và đặc biệt là con này là le tự động. Đóng le nè. Lên ga thì le tự động nhảy về cho anh em luôn. Ga giữ. Đầu bò zin có chét úp ngực chống sóng cỏ luôn. Láp là của Tanaka luôn. Rồi con này cũng ghi nguyên cây 100% cho anh em luôn ha. Ít 9 giá 1,5 triệu. Rồi ít 10 là con cưa ha. Cưa này cưa Stein bữa giờ nè anh em. Con này 38 ly 40cc 020. Con này thì bữa giờ chạy bốc cực kỳ luôn. Con này có phá xích cho anh em luôn nha. Đó, phá xích luôn ha. Con này thì bữa giờ anh em nghe tiếng máy cũng mấy rồi. Trời ơi này trễ quá trễ rồi cho nên anh em cũng không có test được nha anh em. Con này có siêu gỗ nè. Rồi con ếch ếch 10 này giá 1,7 triệu ha, giá cũng phổ thông như bữa giờ luôn. Rồi ếch 11 cũng là giống cái con ếch 10 luôn nha anh em, cũng là Stein 020 38 ly 40cc luôn, cũng có xỉa hình như cũng không. Rồi con này không có phá xích anh em, mà chỉ có cái này để trắng trắng tay thôi ha, cũng có siêu gỗ luôn. Và con này đặc biệt hơn con ếch 10 là lam, là lam Latin nha, bởi vì nó mắc hơn con ếch 10 là 200.000, nó 1,9 triệu. Đó, còn anh em nào muốn xài lam bình thường, lam bánh xe lấy con ếch 10 này giá 1,7 triệu. Còn anh nào mà muốn xài lam Latin luôn thì lấy con ếch 11 để giá 1,9 triệu ha. Rồi con ếch 12 là con cưa Makita. Con này thì tay dài cho anh em ở nhà cưa củi này kia đồ ha. Con này nòng 38 ly 34cc. Láp là lam, là lam Makita luôn anh em, lam green theo nó luôn nha. Rồi con này rồi con này cái le thì đây anh em đẩy lên là đóng le, đẩy xuống là mở le. Đây là công tắc ha. Thì con máy cưa này á, thì ba con máy cưa ngày mơi, mà nếu mà anh em chốt con ưng con nào á, thì em sẽ quay clip em test nổ qua, gửi qua Zalo cho anh em ha. Con này có siêu gỗ luôn nha. Rồi con ếch 12 này giá 1,7 triệu ha nè. Đó. Tiếp theo là con ếch 13. Con cắt cỏ ha. Con này con xin đi qua 3 số. Bữa giờ anh em ưng con này hết hồn luôn nè, mà em bữa giờ em mới soạn ra được cho anh em à. Rồi con này nòng 32 ly 23cc. Dòng này do anh em thích là do là thứ nhất là nó khỏe, nó bền. Mà thứ hai nó dòng mà Sinewa nó dòng máy hệ, cho nên là nó ít khi mà hư lật chặt lắm. Bởi vì anh em ưa mấy dòng Sinewa là vậy đó ha. Dù nó không có được đẹp, thật sự là cái dòng này nó không được đẹp, hiếm khi mới được con. Nhưng mà anh em thích là thích cái dòng dòng máy ở trong ha. Con này tâm liền, công tắc nằm đây ha. Con này là cái ốp lắp kim luôn nha anh em. Đó, cái ốp này là có tác dụng là khi mà anh em cắt á, thì cái này là nó đưa vào cái phần eo mình đã giữ lại nè, thì cái này nó đỡ cho mình đau nè. Bộ tay là bộ tay gin ha, ga giữ, láp là láp gin luôn, Sinewa 230, trắng co gin, đầu bộ gin có chiếc ốp ngực chống sân cỏ cho anh em luôn ha. Đây thông số của máy đây ha, 230, còn số seri luôn. Rồi ốp 13 giá 1,6 triệu, dòng này chạy cực kỳ bốc luôn nha anh em. Con này mà anh em đưa vô cắt lúa, cắt cỏ cho bò ăn này kia là bao phê luôn ha. Rồi ốp 14 Magu.
ơi, con này đặc biệt cái là nó có lò xo ống nha anh em, giật là giống như chợ lật vậy đó, cực kỳ nhẹ luôn ha. Bình xăng zin còn trắng luôn. Magu nồng 32 ly 23cc, con này áo màu xanh lá cây sáng cực kỳ sáng luôn anh em. Phải gọi là cực kỳ đẹp luôn. Ha, và đặc biệt là tum gậy tum nhôm. Tum này anh em có thể tháo qua đâu xịt thuốc nè, cắt cỏ bơm nước đã xấu xịt thuốc được luôn. Công tắc nằm đây ha. Tum chế ga ngang một kim quanh bờ gồ. Đó, cái này là anh em ở nhà nào anh em có xịt thuốc đó, bình xịt thuốc này kia rồi đó, là anh em chỉ cần là cái tum nhỏ ha, cái bơm là anh em tum nhỏ là anh em đấu được hết luôn nha. Con này ga dữ, bộ tay gin luôn, trắng cổ gin, đầu bò gin, lắp là của Magu luôn nha anh em ha. Rồi Magu thì sẽ có dập mắt in da băng cho anh em. À, có mắt in da băng luôn ha. Rồi F14 này có vậy anh em có chốt thì kiểm tra hàng, nếu có mắt in da băng hãy nhận. Đường dây của thằng cái đường dây nè cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi F14 giá 1.6, nó làm đường dây này cực kỳ sắc sảo luôn. F15 cơ mắt su. Con Maxo này ưng được cái là anh em biết sao không? Khi mà anh em giật lên á, tiếng gam ti nghe nó cực kỳ nhỏ luôn, nghe nhỏ nhắn cực kỳ luôn. Nhưng mà khi mà anh em lên ga một cái là anh em biết cái độ khủng của dòng con Maxo cực kỳ bốc luôn. Con Maxo này là cái dòng máy hệ nó như Mitsui đó anh em, nhưng mà ở Việt Nam mình là do là mình thường mình do Mitsubishi không à. Bởi vì nghe nói con Maxo là nhiều ít khi anh em biết lắm, nhưng mà nó là một cái hàng máy hệ cũng nghe như Mitsubishi luôn á. Ha. Chụp giật còn chữ mít in Japan luôn. Nằm con này 32 ly 23cc. Dòng này anh em đừng xem thường nha, 32 ly không phải 32 ly này cũng giống như 32 ly này đâu nha. Komatsu này 32 ly này anh em bơm nước này kia, cắt cỏ, cắt lúa này kia là bao luôn anh em. Ngon cực kỳ luôn. Tum liền, tum nhựa, tay gin ha, ga giữ. Và con này là đặc biệt là công tắc ấn ở trên dây đông nè, nằm chậu ý trên luôn nè. Trắng có gin, đầu bộ gin, có chét ấp ngược chống sóng cỏ luôn. Công tắc này bộ nó sợ người ta không thấy nó là gì quốc nè, trời lỗi trên luôn ha, nằm giữa không gian bao la luôn. Rồi con này trong lốc nó có dập là cơ Matsu Genos nha. Vậy anh em kiểm tra hàng có hai nhận, con này nó được, nó dòng cơ Matsu nó hay cái này, nó có cái chắn gió anh em, nó là cái đó là nó giúp cho anh em là khi mà anh em cắt là đỡ là như là đá hay là sình hay là đất bờ cục đất bự bự á, hoặc là con ốc con tán á, nó không có gớt vô cái dàn lốc của mình, tránh bị hư. Đó là nó hay, là hay cái chỗ đó thôi đó ha. Rồi F15 giá 1.6. F16, con này con Tanaka nha. Rồi, cái con này là con Tanaka nha anh em. Chụp giật là trợ lực nè. Đó, bình xăng zin. Chế là chế hai kim zin theo máy luôn nha anh em. Chế này cực kỳ lợi xăng luôn, zin của Nhật luôn nha. Đây, tum liền ha. Tanaka, công tắc nằm đây ha. Này là bộ tay chế U luôn. Tay này anh em chạy ngoài đường không sợ chúng ta nè. Không sợ cả nè, cũng không có gồm gà. Gà dữ nè. Đầu bò zin, trắng cỏ zin luôn, trắng cỏ màu đỏ theo máy luôn. Con này anh em nhìn nó cồng kềnh thôi chứ nó cũng khá là nhẹ nha, cũng tầm 5kg hoặc 5kg thôi ha. Rồi F16 giá 1.7, 34 ly 26cc ha. F17 Echo Kiwit Gen. Chữ Gen này thêm cái nó là cái giống như là ký hiệu cho cái dòng mà tiết kiệm xăng vậy đó nè. Con này ưu điểm của nó là cái hơi còn gắt cực kỳ nha. Hơi con này cũng phải từ 90% băng lên đó anh em. Anh em mà kéo cái hơi đầu tiên cái ọc một cái đó là cái hơi con đó còn ngon cực kỳ luôn. Cái đó là em không có tính mấy con chả lực nha. Mấy con chả lực thì cái hơi nó phải đánh giá khác ha. Con này bình xăng zin. Đó, Kyogit Echo thì anh em gọi như thế nào cũng được, mà nó thêm chữ gen này nữa là cái hiệu của dòng máy lợi xăng. Cực kỳ lợi xăng luôn. Chế là chế zin nha. Tum liền, tum nhôm ha. Công tắc nằm đây. Công tắc là zin theo máy luôn nha. Ga dữ và đầu bò gin, có chét ấp ngược chống sóng cỏ cho anh em luôn. Con này là 34 ly 26cc, con này là khủng cực kỳ nha anh em ha. Rồi F17 giá 1.8,
F18 là dòng Kawasaki TH. Con này phải gọi là bao zin 100% mà còn đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Cái ông này phải gọi ổng là nhà ổng cái mạng bị lắc em, anh em. Giống như mà cái đợt mà mạng nó lắc bị cái mập nó cắn anh em. Giật gì đâu mà nửa tiếng trước nửa tiếng sau mới chạy. Đó, trợ lực là trợ lực đặc biệt nha. Có giới thiệu ha. Anh em nhìn cái đường nè, nó chia ra nhìn đẹp cực kỳ luôn anh em. Quá đẹp luôn, bình xăng zin còn trắng luôn. Cái đế bảo vệ nè. Ha. Đế bảo vệ nè. Con này là có cái cọng dây nè, bảo vệ nè. Là khi mà anh em đổ xăng nè, nó là tránh cái nắp nó rớt ra ngoài mình kiếm khó kiếm ha. Và đặc biệt con này là chạy le tự động nha. Lên ga dùm cái đây, đóng le nè. Khi mà mình lên ga thì tự động le nhảy ga cho anh em luôn, cực kỳ ngon luôn đây, đóng le nè. Lên ga tự động le nhảy về cho anh em luôn. Túm liền, túm nhựa theo máy luôn. Bộ tai chữ U cùng màu vàng của máy luôn nè. Ha. Ga giữ. Lắp zin luôn. Con này là 34 ly 27cc nha anh em, A270. Trắng cổ zin, đầu bộ zin, trắng cổ màu vàng luôn không. Con này công tắc gặt ha. Anh em đặt lên là mở ha. Thả xuống là tắt. Lưu ý giùm em chỗ này nha. Áo còn đẹp cực kỳ luôn. Bu ghi đứng nè. Rồi F18 giá 1.9 triệu. S19 Shindewa. Con xin đi qua này là chụp giật là có lò xo ống nha anh em. Giật như trợ lực. Anh em chỉ cần giật cái tua đầu tiên lên là chạy luôn ha. Bình xăng zin còn trắng luôn nè. Chế là chế hai kim zin của nó luôn. Cực kỳ lợi xăng luôn nha anh em. Con này khủng một cái là 27cc. 34 ly 27cc. Tum liền, tum nhôm. Công tắc nằm đây ha. Con này là bộ tay zin theo máy luôn nè. Ga giữ. Đầu bò zin có chét úp ngực chống xoắn cỏ luôn. Áo con này phải gọi là còn bao đẹp luôn nha anh em. Ha. Đây, con này còn thông số luôn. 270. Made in Japan. Còn số seri cho anh em luôn nè. Còn tem đầy đủ luôn nha anh em. Ha. Rồi, F19 giá 2 triệu. S20, con này là con 4 thì ha. Rồi con này 35 ly 42cc nha anh em. Xăng riêng, nhớt riêng. Nhớt là nhớt xe máy ha. Đó, chế zin nè. Tum liền, tum nhôm luôn nha anh em. Nó dập nổi chứ Makita nè. Là con này là cái dòng cao cấp nha. Dòng sau này mới có dập được cái này ha. Công tắc nằm đây. Con này hiện tại chưa có tay thì mời em sẽ gắp cho anh em ha. Lắp zin nè. Ở dưới đó có chữ Makita luôn ha. Đầu bộ zin luôn nha anh em. Rồi con này zin nguyên cây 100% luôn. Nó còn cái tem nè anh em. Rồi S20 giá 2 triệu ha, 35 ly 42cc. Cuối cùng Gobin, con này hơi bị khủng nha anh em, mà đẹp cực kỳ luôn ha. Xin con xin Gobel nha anh em. Rồi, con này là con beo nha anh em. Em xin đến chính là con beo nha. Em nhìn nhầm con Magobin ha. Con này nòng 34 ly 26cc. Áo con này phải gọi là còn bao đẹp luôn. Chụp giật là trợ lực có giới thiệu nè. Bình xăng zin còn trắng tinh luôn. Đế bảo vệ nè, cực kỳ chắc chắn luôn anh em, bằng sắt nha. Nó hỏng là một khúc luôn ha. Bô nè, còn sáng rồi anh em. Không có bị gỉ gì luôn ha. Đặc biệt là tum gầy tum nhôm. Anh em có thể đấu xe thuốc được luôn. Công tắc chỉnh lắp. Bộ tay là chữ U luôn nha. Ga giữ, đầu bò zin luôn. Con này phải gọi là bao đẹp, chế là chế zin luôn. Con này đẹp thôi đi, nó còn zin 100% cho anh em luôn nha. Quá đẹp luôn, em xuất sắc luôn. Rồi, S21 giá 2.2 triệu. Xuất sắc ha.
Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em. Chào tất cả anh em.